Bản tin trưa mùng 7 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 92 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 tỉnh, thành phố, riêng Bắc Giang 68 ca. Trong số 92 ca này, có 84 ca phát hiện trong các khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 7 tháng 6, có 92 ca mắc mới, bệnh nhân số 8.792 đến 8.883. Không ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 92 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 68, Hồ Chí Minh 14, Lạng Sơn 7, Hà Tĩnh 2, Hà Nội 1, trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 12 giờ ngày mùng 7 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 7.327 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, 5.757 ca. Có 15 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 1.645.926 mẫu cho 3.383.508 lượt người.